Hát gơn xăm chỗ Đào Chi Lê bị đào mộ lại clip thác loạn với ca sĩ Châu Việt Cường. Đào Chi Lê bất ngờ bị dân mạng đào mộ, lại clip thác loạn cùng nam ca sĩ Châu Việt Cường giữa lùm xùm tố bị vợ chồng giang hồ mạng phú Lê đánh đập. Giữa tâm bão, chuyện tố bị vợ chồng giang hồ mạng phú Lê đánh đập, hát gơn xăm chỗ, Đào Chi Lê lại nhận không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng dù đang là nạn nhân. Có thể nói, hát gơn xăm chỗ, Đào Chi Lê nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những clip chửi tranh chua hay những hình ảnh khoe thân phản cảm khiến cộng đồng mạng không thể nào bênh vực được. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip Đào Chi Lê thác loạn cùng với nam ca sĩ Châu Việt Cường, người bị vướng vào lao lý vì sát hại người bằng tỏi sau khi sử dụng chất cấm. Từ những hình ảnh có thể thấy, Đào Chi Lê thản nhiên, mặc trang phục hở bạo cùng nhiều động tác nhạy cảm nhảy nhót cùng Châu Việt Cường và một số nam thanh niên khác. Sau khi xem đoạn clip, không ít người cũng đặt nghi vấn Đào Chi Lê cũng nằm trong nhóm sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, đây chỉ là những nghi vấn của dân mạng và nhân vật chính chưa có bất cứ động thái nào lên tiếng xác nhận. Thực tế, đây là clip trong quá khứ và bây giờ bị dân mạng đào mộ lại. Trong quá khứ, Đào Chi Lê từng gây xôn xao mạng xã hội khi tổ chức bữa tiệc sinh nhật có chi phí khủng lên tới hàng trăm triệu. Cô đã mạnh tay chi khoản cát xê khủng để mời nam ca sĩ Quang Hà tới góp vui bằng một vài ca khúc sôi động cùng những dân chơi máu mặt. Dù vẻ ngoài khá hổ báo nhưng cô nàng lại đam mê được nổi tiếng, từng tham gia đóng phim, ra mắt MV ca nhạc